Xin chào cả nhà, hôm nay Thúy ra vườn rau thấy cây cà chua nó mọc và lên rất là nhiều trái nè. Đây là cà chua cherry hay là còn cà chua bi nhỏ nè. Cái này rất là dễ trồng luôn mà nó không sợ sâu ha, trái nó nhỏ như vậy. Quá trời trái luôn nè. Hôm nay trời lạnh mà gió lắm. Thì ra vườn hái một ít hành và thấy nó chín nên là quay cho cả nhà coi nha. Quái thì trái nè, đây nữa nè. Nó ngã xuống như vậy nè, đó quá thì trái luôn. Còn bên đây nữa nè. Bên đây. Đó, nó lẫn trong cái lá nè. Wow, dễ thương không? Bên đây nữa nè, đây chưa chín, này xanh. Đó, trong đây nữa nè. Quá trời trái. Nhà thấy cũng có một cái cây cà chua nữa, chút nữa qua cho mọi người coi luôn nha. Đó, trái quá trời nè, cưng. Đây phải trồng trong thùng mút thôi, nhưng mà thật ra không nên trồng trong thùng xốp, như vậy nó có ra nhựa không có tốt. Tại vì Thúy chưa ổn định nên Thúy chưa có xây cái garden bed á, cái bằng gỗ nó sẽ tốt hơn. Ở đây thì trồng được hai cây đó. Có bầu trời mùa đông ở nước Úc rất là xanh như vậy, không có áng mây luôn. Hôm nay trời gió lắm. Bây giờ Thúy sẽ dẫn mọi người qua, cả nhà qua xem cái cây cà chua khác của Thúy nữa ở bên vách tường nha. Nó tự mọc, còn này Thúy trồng. Ok, đây là cần tây nè. Đó, cần tây hồi kỳ thải độc Anthony á, Anthony William mới còn lại á, cái xong là thấy trồng ra quá trời tươi luôn. Thì cắt mấy đợt ăn rồi, cái này nó mới lên. Ok, giờ đi qua xem cây cà chua bên vách nhà thấy nha. Đây là cây hoa lavender nè, nó sắp nở hoa rồi nè, tới mùa nó rồi. Tới mùa đông thường thường là tới tháng 8 mà nó sẽ nở rộ lên. Thấy trồng được một bụi như vậy nè. Rồi mình sẽ đi qua. Đây là bồ công anh nè. Bồ công anh nó sẽ lên hoa. Bồ công anh nó lên hoa này, bồ công anh nó lên hoa xong rồi từ từ nó sẽ thành cái này, nó sẽ dài ra nè. Đó, cái hoa của nó đó. Cái này nó không phải bồ công anh nè, cái này nó có lông mà không phải bồ công anh nha, cái này có mọc dại đó. Rồi mình sẽ đi xem cây cà chua. Cây cà chua mọc hoang nè. Cây cà chua này nè, trời ơi, đây là cà chua dễ thương lắm, quá trời. Đó, ơi có một trái chín này nè, cái hai trái chín này nè. Đây là nhánh cà chua nó mọc bên mép tường đó, mép tường nhà Thúy nè. Quá trời luôn, quá trời trái luôn nè cả nhà ơi, dễ thương không? Quá trời trái luôn. Đây nè, wow, thương quá. Con này gió quá trời gió đó. Nó mọc nè. Cái cà chua này là nó mọc tự nhiên trong cái ống cống đó, hình như nó còn cái giống này nó lên nè. Quá trời, ở đây dưới đây. Ở trong đây có chín và trái, hôm qua thì cũng hái hai ba trái rồi trong đây. Đây nè, đó. Cái nhánh này chín nè. Trời ơi nó mọc nó ngã sắp cỏ rồi. Ôi cái cưng có đi à. Đây là có nhà trồng mà không khí ở đây rất là tốt, có nhà trồng mới rất là
lên xay rất là nhiều trái luôn á. Đó, đây là cây cà chua mọc trong vách tường, nó bò ra đất vậy đó, bò ra đất vậy luôn. Đó, cái này ống cống ở trong nhà đó, nó ra cái hạt giống nó chắc nó còn sống lại nó mọc à. Đẹp quá ha. Rồi chào cả nhà nha, thế chị muốn khoe cái cây cà chua của mình thôi à. Ai mà có vườn ở đây trồng rất là tốt luôn á. Xin chào cả nhà.